Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 27 tháng 11 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống nước ta. Nhiệt độ ở nhiều vùng miền núi phía Bắc có thể xuống dưới 10 độ C, Hà Nội nền nhiệt giảm sâu. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại vào ngày 25 tháng 11 và tiếp tục được tăng cường với cường độ mạnh hơn vào ngày 27 tháng 11. Chuyên gia khí tượng dự báo Hà Nội và các vùng lân cận có mưa nhỏ trong ngày 25 tháng 11. Nhiệt độ giảm xuống mức khoảng 17 độ C, trời rét. Đáng chú ý, nhiệt độ tại Hà Nội và vùng lân cận ngày 30 tháng 11 có thể hạ xuống mức 11 độ C về đêm, chênh lệch tới 10 độ C so với 24 độ vào đầu giờ chiều từ 13 đến 14 giờ. Nhiệt độ ở các tỉnh miền núi phía Bắc có thể xuống dưới 10 độ C, có nơi trên núi cao nhiệt độ dưới 8 độ C. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn việc xác định nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ hè để làm cơ sở tính số ngày làm việc thực tế và chi thu nhập tăng thêm đối với viên chức ngành giáo dục. Các hoạt động được xác định là nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ hè gồm giảng dạy và học tập có sản phẩm trực tiếp, cụ thể các hoạt động bắt buộc phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập. Hoạt động giảng dạy và học tập có sản phẩm trực tiếp gồm công tác tuyển sinh, không bao gồm các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức mùa thi, các hoạt động giới thiệu, quảng bá, cung cấp thông tin tuyển sinh đến học sinh, sinh viên, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, sinh viên, học viên tại đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch, phân công, chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức các kỳ thi, sát hạch bắt buộc do cơ quan nhà nước phân công, giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập, hội thảo, hội nghị chuyên môn, hoạt động nghiên cứu khoa học do cấp có thẩm quyền phân công, triển khai cho đơn vị sự nghiệp công lập, chịu trách nhiệm thực hiện, tham gia. Sở này cũng cho biết, các hoạt động không được xem là nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ hè là các hoạt động chưa được cấp có thẩm quyền, xét duyệt, công nhận, kể cả các hoạt động đó có liên quan trực tiếp đến công tác, nhiệm vụ giảng dạy và học tập. Theo chính sách thu nhập tăng thêm của Thành phố Hồ Chí Minh, giáo viên thuộc thành phố được hưởng thu nhập tăng thêm tối đa 1,5 lần lương nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thưa quý vị, thị trường chung cư Hà Nội trong năm 2025 sẽ có khoảng hơn 30.000 căn hộ mới, tương đương với giai đoạn cao điểm 2016-2019. Tuy nhiên, giá căn hộ mở mới sẽ trung bình đạt 72 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì. Theo báo cáo từ One Housing, toàn bộ nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội vào năm 2025 sẽ thuộc hai phân khúc chính, cao cấp 50 đến 80 triệu đồng một mét vuông và hạng sang 80 đến 230 triệu đồng một mét vuông. Trong đó, căn hộ hạng sang chiếm 36%, mức giá bán bình quân căn hộ sơ cấp năm tới dự kiến đạt khoảng 72 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì, tăng 75% so với mức giá đầu năm 2022. Theo như lý giải của One Housing, sự thay đổi này xuất phát từ các quy định pháp luật mới cùng áp lực tăng chi phí đầu vào, khiến các chủ đầu tư không còn ưu tiên phát triển phân khúc trung cấp. Thay vào đó, họ tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang để tối ưu hóa lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ tầng lớp trung lưu. Trên thực tế, trong 2 năm qua, nguồn cung căn hộ bình dân tại Hà Nội gần như biến mất, trong khi nguồn cung căn hộ trung cấp cũng ngày càng suy giảm. Theo dữ liệu từ CBRE cho thấy, trong nửa đầu năm nay, phân khúc chung cư cao cấp chiếm gần 70% nguồn cung mới, trong khi căn hộ trung cấp chỉ chiếm hơn 30%. Đáng chú ý, vào năm 2022, căn hộ trung cấp từng chiếm tới hơn 80% tổng nguồn cung căn hộ ra thị trường. Trong mùa thấp điểm du lịch cuối năm, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường quảng bá, thu hút du khách, kích cầu du lịch. Nhờ những chương trình này mà từng bước tạo thêm điểm nhấn, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hóa cũng như giải trí của người dân. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Những ngày qua, phố biển Vũng Tàu sôi động nhộn nhịp hơn hẳn so với các tuần trước bởi sức hút từ giải chạy Marathon Quốc tế Strong Việt Nam 2024. Chương trình thu hút hơn 6.000 runner, 60 nam vương tham dự cuộc thi Nam Vương Thế Giới 2024 và rất nhiều người đẹp, hoa hậu, á hậu Việt Nam. Khi mà Tuấn Ngọc cùng với các bạn thí sinh ở đây thì mình cảm nhận được rằng là Vũng Tàu là một thành phố cực kỳ xinh đẹp, mến khách cùng với cái cảnh quan rất là wow, đó, và Tuấn Ngọc cũng nghe được một vài feedback của tất cả các bạn đều thật sự rất là ấn tượng với sự chào đón, sự nồng ấm của người dân ở đây, người dân của Vũng Tàu. Vào mùa du lịch thấp điểm, các sự kiện văn hóa thể thao quy mô có ý nghĩa quan trọng với hoạt động du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu.
Nó không chỉ thu hút một lượng lớn khách lưu trú mà còn góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh du lịch của địa phương. Các sự kiện thể thao đang diễn ra hiện tại Vũng Tàu thì ngay trong thứ bảy này và thứ nhật này chúng tôi đạt khoảng công suất là gần 90%, cũng nhờ sự kiện thể thao của tỉnh cũng như là sự quan tâm của khách du khách từ Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đổ về cho sự kiện này giúp cho công suất phòng ngày một tăng lên. Chúng tôi kỳ vọng trong giai đoạn cuối năm này sẽ có nhiều sự kiện của tỉnh và thành phố tổ chức để góp phần thu hút khách du lịch. Từ nay đến cuối năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến tổ chức hơn 10 sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao tập trung tại thành phố Vũng Tàu, Côn Đảo. Trong đó điểm nhấn là tuần lễ du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới đây. Trong cái tuần lễ thì cũng có rất là nhiều cái sự kiện, sự kiện về văn hóa, sự kiện về thể thao và các cái hoạt động vui chơi giải trí thì diễn ra trong một tuần và diễn ra trên địa bàn của các huyện. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiến hành là gấp gáp để chúng ta tham mưu và triển khai các cái hoạt động này từ đây đến cuối năm. Quan tâm tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao quy mô cấp quốc gia, quốc tế để kích cầu du lịch, Bà Rịa Vũng Tàu kỳ vọng những hoạt động này sẽ trở thành kênh tiếp thị du lịch hiệu quả, ấn tượng. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn việc xác định nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ hè để làm cơ sở tính số ngày làm việc thực tế và chi thu nhập tăng thêm đối với viên chức ngành giáo dục. Các hoạt động được xác định là nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ hè gồm giảng dạy và học tập có sản phẩm trực tiếp. Cụ thể, các hoạt động bắt buộc phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập. Hoạt động giảng dạy và học tập có sản phẩm trực tiếp gồm công tác tuyển sinh, không bao gồm các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức mùa thi, các hoạt động giới thiệu, quảng bá, cung cấp thông tin tuyển sinh đến học sinh, sinh viên, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, sinh viên, học viên tại đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch, phân công, chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức các kỳ thi sát hạch bắt buộc do cơ quan nhà nước phân công, giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập, hội thảo, hội nghị chuyên môn, hoạt động nghiên cứu khoa học do cấp có thẩm quyền phân công, triển khai cho đơn vị sự nghiệp công lập, chịu trách nhiệm thực hiện, tham gia. Sở này cũng cho biết, các hoạt động không được xem là nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ hè là các hoạt động chưa được cấp có thẩm quyền, xét duyệt, công nhận, kể cả các hoạt động đó có liên quan trực tiếp đến công tác, nhiệm vụ giảng dạy và học tập. Theo chính sách thu nhập tăng thêm của thành phố Hồ Chí Minh, giáo viên thuộc thành phố được hưởng thu nhập tăng thêm tối đa 1,5 lần lương nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 27 tháng 11 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống nước ta. Nhiệt độ ở nhiều vùng miền núi phía Bắc có thể xuống dưới 10 độ C, Hà Nội nền nhiệt giảm sâu. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại vào ngày 25 tháng 11 và tiếp tục được tăng cường với cường độ mạnh hơn vào ngày 27 tháng 11. Chuyên gia khí tượng dự báo Hà Nội và các vùng lân cận có mưa nhỏ trong ngày 25 tháng 11, nhiệt độ giảm xuống mức khoảng 17 độ C, trời rét. Đáng chú ý, nhiệt độ tại Hà Nội và vùng lân cận ngày 30 tháng 11 có thể hạ xuống mức 11 độ C về đêm, chênh lệch tới 10 độ C so với 24 độ vào đầu giờ chiều từ 13 đến 14 giờ. Nhiệt độ ở các tỉnh miền núi phía Bắc có thể xuống dưới 10 độ C, có nơi trên núi cao nhiệt độ dưới 8 độ C.